Bueller. Báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi mua riêng cũng như là cả bộ nha. Loa 6 triệu rưỡi thôi, âm ly bán 4 triệu thôi, tổng cả bộ 10 triệu 500. Và đã để mức giá kịch kim cho đôi loa này, rẻ nhất mà. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nét ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình thôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Loa thùng to như bát 30 các bác nha, bát 25 như thùng vô cùng to. Sao có cả 7.000 bát 25 ba đường tiếng. Bueller 7.900 4 xò 2 vít. Hàng mạng là đấu giá đẹp rõ là luôn. Cả loa cả bình thế mà sang. Em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Đẹp lắm anh em ạ. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng nỗi buồn soi đá. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm đôi tiếc một giấc mơ. Loa này đánh bát mạnh, đánh hay lắm các bác ạ. Chơi đa năng nha. Nghe nhạc bolero, nhạc vàng trữ tình thì nó chuẩn nét luôn. Anh em mà thích nghe nhạc đa năng thêm con súp điện nữa thì các bác quẩy như kiểu trên vũ trường, trên quán bar cũng được. 0941 891 914. Nhà rất nhiều những loại loa kiểu Bueller này các bác nhá. Cứ bán thì lại lấy về. Bueller nó là sở trường tại cửa hàng Minh Audio ở đâu rồi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em.